Mẹo trị đầy bụng chỉ trong giây lát cực đơn giản. Đầy bụng không chỉ làm bạn khó chịu mà còn có hại không nhỏ cho sức khỏe chúng ta. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đầy bụng, nhưng đa số nguyên nhân phổ biến là do thức ăn có vấn đề. Người sử dụng không hợp khẩu vị hoặc thức ăn chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì thế, cần trang bị mẹo trị đầy bụng chỉ trong giây lát cực đơn giản để đảm bảo cho gia đình trong dịp Tết đến xuân về này nhé. Mẹo trị đầy bụng chỉ trong giây lát cực đơn giản. Cách chữa đầy bụng với gừng tươi. Gừng tươi có vị cay, tính nóng, có tác dụng giữ ấm hoặc làm ấm cơ thể trong những trường hợp bị lạnh do cảm lạnh, nhiễm lạnh, giảm huyết áp, giảm đường huyết. Sử dụng gừng tươi có tác dụng ngay tức thì và có độ an toàn cao. Đồng thời, gừng tươi có thể tích trữ trong nhà bất cứ lúc nào. Vì vậy, nó là loại thuốc quý nhưng lại khá rẻ tiền và dễ kiếm. Gừng tươi chữa đầy bụng khó tiêu bởi vị cay nóng, làm tiêu hơi, nhẹ bụng và điều hòa chức năng tiêu hóa. Mẹo dùng gừng tươi chữa đầy bụng khó tiêu như sau. Gừng tươi và nước nóng. Rửa sạch gừng tươi rồi cho vào cối giã nát hoặc dùng dao đập dập. Cho vào nước nóng vừa đun sôi xong để cho gừng tan và nguội bớt rồi uống từng ngụm nhỏ cho đến khi hết. Pha khoảng 100ml nước và một nhánh gừng. Chỉ sau khoảng 15 phút bạn sẽ thấy tác dụng rõ rệt của bài thuốc này nhé. Gừng tươi và mật ong. Mật ong rừng có tác dụng điều hòa chức năng dạ dày, dùng trong những trường hợp đau dạ dày cấp và mãn tính. Kết hợp gừng tươi và mật ong cùng với nhau sẽ làm giảm hiện tượng đầy bụng, khó tiêu, hiệu quả chỉ trong giây lát. Chỉ cần pha một thìa mật ong vào 100ml nước gừng tươi đã được hãm và uống từng ngụm nhỏ. Không lâu sau, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhé. Nước chanh, gừng và mật ong. Tương tự bài thuốc trên, chúng ta có thể kết hợp gừng tươi, mật ong và chanh với nhau cũng làm giảm hiện tượng đầy hơi, khó tiêu cực hiệu quả nhé. Chỉ cần pha chúng vào nước ấm và uống, chỉ sau 15 phút sẽ có kết quả rõ rệt đấy nhé. Ăn gừng tươi chấm muối. Vài lát gừng tươi chấm với muối tinh cũng giúp bạn làm giảm hiện tượng đầy hơi một cách nhanh chóng. Nhưng cách này khá khó ăn bởi gừng có vị cay nóng, khó chịu. Chữa đầy bụng với lá bạc hà. Một cốc trà nóng pha thêm vài giọt tinh dầu bạc hà sẽ làm tiêu tan chứng đầy hơi khó chịu. Hoặc nếu có lá bạc hà tươi thì rửa sạch và ăn 7 lá bạc hà sẽ giúp bụng dễ chịu hơn tức thì. Xoa bụng, chườm nóng và bôi dầu. Nếu hiện tượng đầy hơi khiến cơ thể bị lạnh, bạn có thể kết hợp với việc chườm nóng vào vùng bụng bị đầy hơi hoặc bôi chút dầu gió và dùng tay xoa nhẹ nhàng theo hình vòng tròn cũng giúp làm giảm hiện tượng đầy hơi. Mẹo tránh hiện tượng đầy bụng khó tiêu. Sử dụng thức ăn hợp vệ sinh và rõ xuất xứ, nguồn gốc. Không ăn thức ăn ôi thiêu hoặc để quá lâu. Không sử dụng đồ uống có ga trong bữa ăn, nhất là bữa ăn có nhiều dầu mỡ. Không ăn thức ăn sống, ăn chín, uống sôi. Không ăn thức ăn ngọt, mặn, lẫn lộn nhau như ăn bánh kem cùng với thức ăn mặn, nhiều dầu mỡ. Không ăn quá no, không ăn quá nhiều thịt trong một bữa ăn.